12 đến 18 tháng cho cái. Đó là hiểu gì là nó đi đâu gì. Đây thầy đi rất vất vả, đây còn đây này về muộn tí là bị lưa đây. Tiếp theo ở hạng thi 18 đến 24 cái, số báo danh 24 chuẩn bị ở khu vực ngoài sân dinh. 15, 21 đây. Không thấy. Đầu năm sau. Cái Lê Khải vào gặp ban tổ chức ạ. Vào gặp ban tổ chức. Không thấy chip. Ra đây. Có chip đi, có chip đi. Chip đâu có chip. Ờ thì vừa nghe đấy tít cái. À. Bắn xong chú có kiểm tra. Có. Bắn ở khu vực nào? Nó chạy xuống nhưng không phải nó chạy lên. Con xuống tay không? Con này lấy chưa? Hay lấy sao? Bạn này chưa thấy chip. Có chip. Có chip được không? Xe trong cái túi. Vẫn chưa thấy chip. Về xem có thùng nào hột không? Bắn đâu rồi? Quay quanh hơn tuần rồi. Hơn tuần thì thùng làm gì? Cha thử tí mắt. 585 anh ơi. 581 nha. Mời Hoàng Bảo Long chủ chó số danh 124 vào gặp ban tổ chức ạ. Có mang giấy cây sinh của con này đi không ạ? Giấy cái gì chả có ảnh rồi. Vì là con này em thi toàn quốc mà anh ảnh cũng kiểm tra rồi mà. Con này bình tĩnh, bình tĩnh này, kiểm tra giấy. Sai vì nó không... Nó bình tĩnh để kiểm tra giấy. Đây là 8 năm, 8 năm. Bình tĩnh kiểm tra giấy. Không sao, vì là lần trước em mang cả giấy thay giấy toàn quốc mà. Quốc ta đúng không? Như là chú phải mang giấy đến để cho anh em xem nào. Không, vì con này đi toàn quốc lần trước là anh ảnh với Phong kiểm tra và cảm giấy là chiếc kilo mà. Bây giờ chú phải cung cấp lại. Cung cấp lại. Đấy, là số hóa danh là con này là 55, con này khoảng 5.1. Đây là các bạn xem này, 55 này. Đúng không? 55 này. Tôi sẽ lấy giấy đây. Bây giờ kiểm tra kiểu gì? Nếu như mà lấy kia dưới viên ấy
Này như con Coca Cola là đời và là giống như hai con bây giờ hai con này số chuyến này. Hai bố thắng. Tiếp tục di chuyển chậm đi. Alo. À, đây là con chó tham gia hạng thi 18-24, giới tính là cái. Có số danh là số 24. À, tôi xin đi vào phần chi tiết đánh giá. À, con chó này có một cái tỷ lệ trung bình, có kích cỡ trung bình, có phức hợp xương đầu rất tốt, có đường sống mũi thẳng tốt, đường sống mũi rất tốt, có vị trí tai đúng, khi di chuyển có đường lưng rất tốt, chắc chắn khi di chuyển và dáng chạy rất đẹp, có máng mông đẹp, có cái góc chân sau rất tốt, có đường bụng con chó và sự quán liên đối với
tôi xin đăng